Chào các bạn, mình đang có mặt tại Mira Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Trước mặt mình đó là cái máy chiếu mới của Visionic với mã sản phẩm là BCD7822HDL. Đây được cho là cái máy chiếu có khả năng phát tín hiệu hình ảnh Full HD 1080p, đồng thời hỗ trợ cả 3D Blu-ray. Thì cái cách thiết kế của cái con 7822HDL này khá là sang trọng với một màu trắng ngọc trai. Lớp vỏ bao bọc bên ngoài thì bằng nhựa, tự nhiên nhựa ở đây phải là nhựa xịn. Ta sờ vào có thể thấy rất là chắc chắn. Thì mặt trước của con 7822 này khá là đơn giản, không có gì cả. Ở bên tay trái là nơi bố trí cho một cái quạt tản nhiệt khá là to ở đây, hỗ trợ sự thông thoáng mát mẻ cho cái bộ phận bên trong. Rồi tiếp theo chúng ta còn có một cái đèn để thu nhận tín hiệu điều khiển từ remote, nằm ở phần trung tâm đây. Cạnh bên là một cái logo ba con chim huyền thoại của Visionic. Và cuối cùng nó là ở bên tay phải, cạnh phải này, mặt trước cạnh phải này thì đó là một cái nơi bố trí cho cái bóng đèn của máy chiếu. Thì theo thông tin từ nhà sản xuất thì cái bóng đèn này có thời gian sử dụng lên đến 10.000 giờ. Thì đây là cái dòng máy chiếu mới của Visionic, và mình được biết thì cái mật độ tương phản của cái máy chiếu này sẽ lên đến là tỷ lệ 15.000 trên 1, khá là ấn tượng. Chúng ta sẽ đi tiếp đến cạnh bên phải của con Visionic này. Thì cạnh bên phải không có gì cả, đó là nơi được thiết kế bởi những cái khe rãnh song song như thế này và có những cái phần thủng vào bên trong. Đây là nơi các khe tản nhiệt giúp cho cái bộ phận bên trong được hoạt động thông thoáng hơn. Có lẽ là cạnh bên trái cũng tương tự như cái phần cạnh phải, không có gì cả, ngoại trừ những cái rãnh chạy song song như thế này và những cái khe tản nhiệt bố trí ở hai đầu. Thì cái mặt sau của cái con Visionic này là nơi để bố trí các cổng kết nối cho cái máy chiếu. Chúng ta có thể thấy được đó là cái cổng hai cổng HDMI, cổng mini USB, cổng USB, hai cổng Vega, rồi cổng nguồn, cổng dẫn nguồn. Đồng thời thì sau này còn bố trí thêm những cái khe tản nhiệt nữa. Khe tản nhiệt của máy chiếu cũng khá được chú trọng bởi vì nó giúp làm mát cái bóng đèn khi hoạt động. Về mặt trên, được bố trí khá là cách điệu, rất là thích cách bố trí này. Ở phần này là nơi để bố trí các nút điều khiển cơ bản, các nút menu là các nút điều hướng cơ bản ở đây, một số nút power điều chỉnh các chế độ nằm ở khu vực này. Ở khu vực gần trên phía của bóng đèn thì đây là nơi bố trí cái nút để điều chỉnh cái độ focus, zoom focus ở đây. Thì mặt dưới của cái con Visionic này không có gì cả, dưới ngoại trừ hai chân chống trượt thì chúng ta còn có một cái chân để điều chỉnh cái vị trí cho lên cao hay hạ thấp cho cái con Visionic 7822 này theo chiều dạng góc, khá là chắc chắn. Đây chúng ta có tên sản phẩm. Trong bộ Visionic này khi bạn mua thì bạn còn có thêm một cái đi kèm theo những cái phụ kiện, đó là một cái cọng dây cáp Vega hai đầu, một cái cọng dây nguồn, và cuối cùng có một cái remote sử dụng hai pin 3A cùng một cái hướng dẫn sử dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng và một cái đĩa driver. Rồi thì vài cái bài review chi tiết cho cái con Visionic này mình sẽ gửi các bạn sau. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.